Sáng nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian làm mỗi bài thi thành phần là 50 phút với hình thức trắc nghiệm. Tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng có 5.079 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 7.140 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Kết thúc thời gian làm bài, đề thi tổ hợp khoa học xã hội được nhiều thí sinh cho biết khá dễ so với đề thi năm ngoái. Em thấy dễ. Dạ, em dư 30 phút cho mỗi đề. Dạ, chắc 80%. Cũng giống đề năm ngoái, cũng bình thường vậy. Em làm hết giờ. Trong khi đó, các thí sinh cho biết đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên lại khá dài và có tính phân hóa cao. Dạ, em thấy khó hơn đề minh họa. Môn lý là khó hơn đề minh họa. Thì môn lý là em bỏ 5 câu vận dụng cao. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ở tổ hợp khoa học tự nhiên có 17 thí sinh vắng thi môn vật lý, 19 thí sinh vắng thi môn hóa học, 13 thí sinh vắng thi môn sinh học. Ở tổ hợp khoa học xã hội có 65 thí sinh vắng thi môn lịch sử, 57 thí sinh vắng thi môn địa lý, 37 thí sinh vắng thi môn giáo dục công dân. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi. Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 với thời gian làm bài 60 phút.